Giang có nguy cơ tăng trưởng nóng. Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 hectare đất trong năm 2021. Nhiều lô đất bị bỏ cọc ở Bắc Giang, suất đất đang hạ nhiệt. Thị trường văn phòng hạng A ở Hà Nội tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch. Giá nhà Trung Quốc giữ đà tăng trong tháng 4. Phân khúc căn hộ hạng sang đột ngột tăng trưởng nóng trong 4 tháng đầu năm, gây quan ngại rổ hàng phình to, thị trường lệch pha kém bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc căn hộ hạng sang chiếm đến 39% sản lượng toàn thị trường nhà ở trong quý 1 2021, nhiều hơn cả phân khúc cao cấp. Trong khi đó, 5 năm trước, tỷ trọng của phân khúc này chỉ chiếm không quá 1 đến 2% nguồn cung. Cũng trong quý này, thị trường nhà hạng sang còn xác lập giá bán cao nhất từ trước tới nay là 18.000 USD, tương đương 423 triệu đồng 1m2. Trong năm 2021, các đơn vị khảo sát bất động sản dự báo giá bán tiếp tục lập các kỷ lục mới. Trước diễn biến tăng trưởng nóng về cả giá và sản lượng, nhiều chuyên gia quan ngại sẽ xảy ra những tác động kép khó lường cho thị trường nhà ở. Nhà hạng sang được cho là sẽ đẩy giá nhà bình quân toàn thị trường đi lên. Trong khi đó, phân khúc căn hộ bình dân đang chiếm tỷ trọng rất thấp, làm mất cân bằng thị trường. Theo nghị quyết số 21 thông qua danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2021 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, huyện Đông Anh có 136 dự án với tổng diện tích hơn 1.183 hectare. Diện tích đất thu hồi và chuyển mục đích của huyện trong 2021 sẽ được dùng cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá, cải tạo đường giao thông, xây dựng trường học. Nhiều khu đất thu hồi đấu giá được dùng để xây dựng hạ tầng tại các xã Thụy Lâm, Kim Trung, Kim Nỗ, Nguyên Khê. Trên toàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 với tổng diện tích 6.069 hectare. Ngoài ra còn có 663 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với tổng diện tích 1.065 hectare. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, toàn huyện còn 103 lô đất sau đấu giá bị khách hàng bỏ cọc, không nộp tiền sử dụng đất sau khi đã hết thời hạn. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 156 tỷ đồng, chênh lệch hàng chục tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trước đó, khách hàng bỏ cọc 6 lô đất đấu giá trong 3 phiên hồi tháng 10, 11, 2020 tại thành phố Bắc Giang. Tương tự tại huyện Yên Dũng có 4 trường hợp bỏ cọc sau phiên đấu giá tháng 10 năm ngoái. Nhà đầu tư kỳ vọng có thể lướt sóng, bán ngay mảnh đất vừa trúng đấu giá. Tuy nhiên, khi kế hoạch không như ý, họ sẽ bỏ cọc thay vì bị chôn vốn hàng tỷ đồng. Như vậy, với các biện pháp mà các bộ ngành, địa phương đang áp dụng, cơn sốt giá đất dường như đang có phần hạ nhiệt, một chuyên gia nhận định. Số lượng giao dịch của các tòa nhà văn phòng trong năm 2020 và quý 1 2021 cao hơn 40% so với cùng thời điểm năm 2019. Giá thuê vẫn giữ ổn định theo báo cáo tổng quan thị trường Hà Nội quý 1 2021 của Savill Việt Nam. Trong thị trường văn phòng Hà Nội, phân khúc hạng A có mức tăng trưởng nguồn cung lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 24% giá thuê trung bình 33 USD trên mét vuông một tháng. Các văn phòng hạng A tại Hà Nội tập trung nhiều ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và khu vực phía Tây Hà Nội. Giá thuê văn phòng hạng A trung bình tại khu vực phía Tây Hà Nội ở mức 20 đến 25 USD trên 1m2. Ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm giá thuê có thể lên tới 40 USD trên 1m2. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê văn phòng hạng A trung bình có thể đạt 50 USD trên 1m2. Giá thuê văn phòng tại Hà Nội vẫn thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố trong khu vực, đặc biệt là ở phân khúc hạng A. Giá nhà mới ở Trung Quốc lại tăng cao trong tháng 4 nhờ nhu cầu tăng cao ở các thành phố duyên hải nhỏ, trong khi thị trường tại các thành phố lớn chững lại do các biện pháp hạn chế đầu cơ. Giá nhà mới ở 100 thành phố tăng 0,23% trong tháng 4 so với tháng trước. Trước đó, giá nhà mới tăng 0,20% trong tháng 3. Theo dữ liệu từ Học viện Chỉ số Trung Quốc, một trong những công ty nghiên cứu bất động sản độc lập lớn nhất nước này, đóng góp chủ yếu vào đợt tăng giá này là thị trường ở các thành phố hạng 2 và 3, ở các khu vực duyên hải phía Đông và Nam. Trong khi đó, ở 10 thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, giá nhà mới hạ nhiệt trong tháng 4 khi các biện pháp hạn chế đầu cơ bắt đầu có ảnh hưởng. Giá nhà cũ cũng tăng trưởng 0,5% trong tháng 4, cao hơn mức 0,44% trong tháng 3.